Xin chào bạn đọc đến với thư viện trực tuyến Đèo Cả. Để sử dụng thư viện, mọi người cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Truy cập liên kết thư viện Đèo Cả.vn để đến với trang chủ của thư viện Đèo Cả. Tại đây, bạn sẽ thấy hai tủ sách là tủ sách nội bộ, bao gồm các tài liệu nội bộ miễn phí, và tủ sách liên kết, bao gồm các tài liệu liên kết bản quyền từ nhà xuất bản xây dựng. Hãy chọn xem thêm để truy cập tủ sách bạn muốn tìm đọc. Bước 2. Đăng nhập theo thông tin tài khoản đã được cấp qua email. Đối với tủ sách nội bộ, tất cả người dùng có thông tin email công ty đều được cấp tài khoản để sử dụng. Đối với tủ sách liên kết, để được cấp tài khoản và duy trì tài khoản, các nhân sự cần đáp ứng chức danh từ quản lý cơ sở đến quản lý cấp cao, có email công ty đang hoạt động trên hệ thống, đảm bảo hiệu suất sử dụng thường xuyên. Lưu ý, 60 ngày không phát sinh sử dụng, tài khoản sẽ tạm khóa. 90 ngày không phát sinh sử dụng sẽ chuyển tài khoản sang cho nhân sự khác. Bước 3. Lựa chọn tài liệu bạn muốn đọc. Hãy sử dụng thư mục tài liệu được sắp xếp sẵn để thuận tiện trong công việc tìm kiếm tài liệu mà bạn quan tâm. Bước 4. Tận hưởng trải nghiệm sử dụng tài liệu điện tử. Giao diện mô phỏng hình ảnh và âm thanh lật từng trang sách vô cùng chân thực. Ngoài ra, tại tủ sách nội bộ còn có các video ghi lại các khóa đào tạo vô cùng hữu ích. Thông thường nó gần sát cái trạng thái để làm gì để khi chúng ta khoan thì những cái lỗ mà bên cạnh tường thì có thể chúng ta đặt vốn làm nghiêng được. Vừa rồi là 4 bước cơ bản để đăng nhập thư viện trực tuyến Đèo Cả. Đội ngũ của thư viện Đèo Cả sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi, tài liệu đóng góp và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ. Số điện thoại 0935 462 416. Email dcg@bandaotao.vn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một trải nghiệm tuyệt vời tại Thư viện Đèo Cả.